chúng ta hãy đặt chế độ ở pixel cao nhất để chúng ta chọn thân hình đẹp nhất để chúng ta lưu lại hình ảnh tuyệt vời trong buổi trưa nay. Vâng, một ngày chào bài, một trang sử mới của chủ đề Trần Hà, cũng như quê hương Quỳnh Trang, đặc biệt là tình cảm của hai họ cũng như toàn thể các bạn bè nam nữ thanh niên gần xa trong buổi trưa nay. Vâng, và trong buổi trưa nay thì gia đình Hòa Nhà Trai có những chén rượu và tiệc thân mật. Trân trọng kính mời quan khách cũng như toàn thể các bạn bè chúng ta nhận được cánh diệp hồng trong khung giờ trong buổi trưa nay. Chúng ta hãy ổn định chỗ ngồi để chúng ta cùng chứng kiến lễ tảy hôn trăm năm hạnh phúc của đôi bạn trẻ Trần Hà và Quỳnh Trang được tròn vẹn trong buổi trưa nay. Trân trọng kính mời và kính mời. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời mẹ của chú rể là bà Nguyễn Thị Lâm có món quà, đó là cặp nhẫn cưới trao cho hai con trong buổi trưa nay. Và đây cũng là một kỳ vật, vâng, khen ai khéo tạc chứ lòng, chứ vợ nằm dưới chứ chồng nằm trên. Và hôm nay tình cảm của một người mẹ đã gói gọn vào một đôi nhẫn gọi là vật hồi môn. Vâng, xin trân trọng kính mời cô dâu sẽ đứng dậy. Vâng, quà này mẹ tặng hai con, chúc con hạnh phúc trên con đường đời. Chúc phúc mẹ có đôi lời, mong con vững bước cuộc đời tương lai. Và đối với toàn thể quý vị hôm nay, bác xin toàn thể một tràng pháo tay để chúc mừng được không ạ? Vâng, xin được cảm ơn sự thành tình quý báu của toàn thể quý vị. Và đặc biệt xin cảm ơn tình cảm và bây giờ trên đôi tay mềm mại của người vợ Quỳnh Trang, chú rể Trần Hà đang từ từ đeo chiếc nhẫn cưới vào. Vâng, cặp nhẫn cưới không một tì vết, không một nối hạn. Vâng, một vòng tròn đóng kín nói rằng và từ giờ trở đi cuộc đời Trần Hà cũng như Quỳnh Trang được khép vào nhau. Vâng, và kết đôi tay, vâng, một đôi tay mềm mại của người vợ đã được chú rể Trần Hà luôn chấp nhận tình yêu, và kết đôi tay cứng cáp của người chồng sẽ cố bấp che chở suốt cuộc đời của mình. Cô vợ Quỳnh Trang đã trao chiếc nhẫn cưới. Vâng, xin quý vị nổ một tràng pháo tay rất tuyệt vời. Vâng, tôi đến đến ba nha quý vị nha, rất hồi hộp nào. Một, hai, 2.5 và 3. Vâng, vâng quý vị ơi, rất tuyệt vời, một nụ hôn nồng cháy vào đôi môi. Vâng, những nơi gọi là thiên nhiên linh nhất, và người ta nói rằng khi yêu nhau lấy nhau mà hôn vào môi thì có cả đôi, đó là một gái một trai. Còn những người khác mà thèm thùng hôn vào má thì toàn con trai, và họ xa hơn sinh con gái, đó là nếu hôn vào trán. Vâng, và chúng ta chúc cho đôi bạn hôm nay cưới nhau, và sang năm sẽ có một thằng cu, vâng, và 5 năm sau sẽ có một nàng công chúa ra đời. Đó là những tình quả cũng như những kết quả tuyệt vời nhất mà chú tể Trần Hà. Hãy nổ một tràng pháo tay thật dài, thật kêu để vâng chúng ta đón nhận. Và bây giờ xin trân trọng giới thiệu chú tể MC Trần Hà. Vâng, sẽ có đôi lời. Tôi nhấn chú ý vào đấy, chú nói ai tỏ đâu. Vâng, bên dưới Trần Văn Hà xin cảm ơn tới quý cô, quý bác, quý anh, quý chị và toàn thể quý vị các bạn. Chúng ta đã đến hồi hôn để chung thuê với vợ chồng Trần Văn Hà và Quỳnh Giang. Xin cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc phúc thay em được không ạ? Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, từ mọi miền của Tổ quốc, và cảm ơn tới quý vị đã đến giúp đỡ cũng như ủng hộ cho đám cưới thật vui. Và lần đầu tiên Hà rất xúc động, không biết nói gì hơn. Hà thay mặt cho huyện đình có đôi lời cảm ơn tới quý vị ạ. Có tay mọi người ơi. Vâng, có tay, xin cảm ơn ạ.